Kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn thắng hướng và bà con xã gần, chúng tôi rất lấy làm đau buồn và tiếc thương một người vừa nằm xuống, đó là anh Lê Khắc Hai. Anh là một nhà văn quân đội với quốc hiệu là Hải Triều. Cái micro nó không cuốn. Lê Khắc Anh Hào và thoát phẩm pháp danh là Quảng Minh. Anh sinh ngày 23 tháng 1 năm 1942 tại Phan Thiết, Việt Nam và đã ra đi ngày 6 tháng 12 năm 2018, nhằm ngày 30 tháng 10 năm Mậu Tuất tại Vancouver, hưởng thọ 76 tuổi. Ngày hôm nay thứ năm 13 tháng 12 năm 2018, gia đình làm tang lễ cho anh Lê Khắc Hai. Chúng tôi gồm có 3 hội đoàn: Hội Người Việt Tự Do tại BC, Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Hội Phó Khoa Thủ Đức Đồng Đế và một số tăng hữu cùng rước ra để hoàn thành buổi tang lễ này. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu gia đình tang lễ của anh Hải Triều ngày hôm nay. Những người tham dự gồm có chị Lê Khắc Hai, nhũ danh là Lê Thị Hương. Anh Hải Triều có 2 người con, người con gái là Lê Thị Minh Châu và chồng thứ nam là Lê Khắc Hồng Nguyên. Ngoài ra anh Hải Triều còn có các em: cô Lê Thị Tuyết, anh Lê Khắc Tám, anh Lê Khắc Hùng. Anh Lê Khắc Tám từ Na Uy qua và anh Lê Khắc Hùng từ Bắc Linh đến. Ngoài ra còn có ông Lê Khắc Quang, bà con chú bác của anh Hải Triều từ Cali đến, và chị Nguyễn Hồng Sâm, con của cậu từ Seattle qua. Gia đình của anh Hải Triều tham dự đám tang ngày hôm nay còn có nhiều người đó. Ngoài ra chúng tôi nhìn thấy các hội đoàn tham dự ngày hôm nay và chúng tôi sẽ cập nhật sau. Ngày hôm nay chúng ta quy tụ về nơi đây để cùng nhau thăm viếng, cầu nguyện và tiễn đưa anh lần cuối cùng. Chúng tôi xin giới thiệu chương trình ngày hôm nay. 4 giờ đến 4 giờ 30 thăm viếng anh Hùng Chót. 4 giờ 30 đến 5 giờ 30 lễ phát tang và lễ cầu siêu do Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm. 5 giờ 30 đến 6 giờ nghi thức của quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. 6 giờ đến 6 giờ 15 đạo từ của thầy Thích Nguyên Thảo gửi đến tang viếng. Từ 6 giờ 15 đến 7 giờ 30 chúng tôi có các phần như sau: tiểu sử và những tác phẩm của anh Lê Khắc Hai, có slideshow phân ưu của các hội đoàn, thân hữu và gia đình, đọc những email phân ưu từ các hội đoàn thân hữu ở xa và đến, và đọc danh sách các tràng hoa do các hội đoàn thân hữu phân biếu. 7 giờ 30 lời cảm tạ của gia đình, và từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 là mời quý quan khách giải khát. Bây giờ chúng tôi xin bắt đầu, chúng tôi xin mời tất cả quý vị và con thân hữu những hội đoàn xin đến thăm viếng lần cuối cùng anh Lê Khắc Hai. Xin mời một số anh, xin cho hai người thắp nhang đi, hai người thắp nhang. Xin mời hai người thắp nhang, mời chị Tính là một thắp nhang, đó là chị Nga để lên để thắp nhang liền, và mời tất cả bà con mình đứng ở hai bên để mà lần lượt để lên thăm viếng anh Hải Triều. Và quý vị vào thăm viếng xong rồi về lại chỗ cũ, tại vì 4 giờ rưỡi chúng ta sẽ làm lễ tiếp. Để xin mời quý vị gia đình hai bên đứng để mà lạy tạ lại quý vị.
tôi xin cảm ơn anh Trung đã có một bài chi tiết về anh Hải Triều. Và tiếp theo chương trình là phần lễ phát tang và lễ cầu siêu do Thượng tọa Thích Minh Thảo, chùa Hoa Nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Minh Thảo, trụ trì chùa Hoa Nghiêm. Kính thưa đại diện các hậu đoàn, quý tăng hữu và bà con. Hôm nay ngày 13 tháng 12 năm 2018, nhằm ngày 7 tháng 11 năm Mậu Tuất, gia đình xin làm thọ tang và lễ cầu siêu cho anh Lê Khắc Hai, pháp danh là Quảng Minh, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1942 tại Phan Thiết, Việt Nam, và đã mở phòng ngày 6 tháng 12 năm 2018, nhằm ngày 30 tháng 10 năm Mậu Tuất, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng con xin cung tỉnh Thượng tọa Quan Âm trước bàn thờ Phật để làm lễ thọ tang và lễ cầu siêu cho hương linh anh Lê Khắc Hai, pháp danh là Quảng Minh. Xin mời gia đình chị Lê Khắc Hai và gia đình quỳ trước bàn thờ để mà chuẩn bị làm buổi lễ thọ tang cầu siêu. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị quan khách, bà con thân hữu xin đứng lên để cùng nhất tâm cầu nguyện cho hương linh anh Lê Khắc Hai sớm được vãng sanh. Chúng con xin kính một bài. Thiên nhân chi nào sư tự sanh chi tự
Nam mô Đạo Giáo Năng Cư Ngày. Ngã tự đạo tràng như đề châu thập phương chư Phật ảnh hiền trung, ngã thân ảnh hiền chư Phật tiền, đạo diện tiếp tục quy mạng lệ. Nhập ca tâm ma lành na lệ, Càng 31.
Yeah.
Quý Phật Ba Đạo Phật Lý Tam Dục
tầng ngư không biến Pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật. Tôn Pháp hiện thành tăng thượng trụ tám bào, từ bi phân quán tiếp độ. Tăng ư linh Phật tử lơ khắc ha tự hạ trì Phật danh quảng minh vạn sanh cực lạc nga quốc. Thường linh vọng tạo cán vọng miệt điều cho bổ thị tham sanh sĩ từ thân miệt thành ra. Ba giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn ngôi thượng Phật Bồ Tát Ma Tát, từ bi phong quán tiếp độ tăng linh Phật tử lê ca khái tự hải triều pháp danh quảng minh vạn sanh cực là ca quốc. Trường linh vốn tạo ca phong nghiệp mà điều do vô thị tâm từ tâm niệm đi Phật sanh ra. Hương linh thầy điều xin sanh mỗi nguyện. Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi phụ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi quán thế âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, phước trí nhị nghiêm thân thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Ma Tát, từ bi phong quán tiếp độ tăng ương linh Phật tử lê khắc khai tự hải triều pháp danh quảng minh vạn sanh cực lạc nga quốc. Tội tùng tâm khởi tương tâm sám tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lượng cấu không thì tật danh vi chân sám hối. Nam mô cầu sa mối Bồ Tát, Nam mô cầu sa mối Bồ Tát, Nam mô cầu sa mối Bồ Tát Ma Tát nguyện. Tăng ương linh Phật tử lê khắc cái tự hải triều pháp danh quảng minh vô lượng kiếp kiếp lai tội tiêu diệt. Hương linh đòi trượt tám bao tiền lệ tà, nhất tâm định là nam mô tận thập phương ư không biện pháp nhờ nhật thiệt chư Phật. Hương linh nhất tâm định là nam mô tận thập phương ư không biện pháp nhờ nhật thiệt tôn Phật. Hương linh nhất tâm đảnh lễ nam mô tận thập phương ư không biện pháp giới nhất thiết hiện thành tăng. Cung thịnh hưởng linh hội quỷ linh tiền. Bất mùi dì quản trí trưởng thừa tam bảo lực gia trì, thử giả kim thời lai phú hộ trương văn thịnh hưởng ngô triệu thịnh. Di thử chân ngôn thân dị thịnh, tăng linh Phật tử lê khắc khai tự hải triều Phật danh quảng minh. Bất mùi dì quản trí trưởng tam bảo lực gia trì,
thử già kim thời lai phú hội hương vấn tình hưởng hóa triệu thành di thứ cho ngôn thân tam thành tăng linh phật tử la kha kha từ hạ kiều phật nhân quảng minh bất mùi nhiều quản tri trưởng tam bảo lực gia trì thử già kim thời lai phú hội hưởng vấn tình hưởng hóa triệu thành phổ triệu thịnh chân ngon nam mô bổn bồ đề đi đà đi đà đi đà 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 Nam mô A Di Đà Phật tác giả chứng minh. Nam mô Thập Phương Tam Thế Giới Thích Chư Phật tác giả chứng minh. Kính thưa tăng linh Phật tử Lê Khắc Hai, tự lại triều Pháp Giáo Đoàn Quảng Minh. Giờ này trước linh tiền cùng các chị và các cháu là những người thân trong gia đình. Giờ phút này tất cả những người thân ruột của anh một lòng thương tiếc anh, một cái tình thương không thể nào số một chiều mà nguôi ngoa được. Do vậy cho nên hôm nay đã tỏ lòng thương tiếc tận tình tận nghĩa bố phần đầu vợ đó với chồng, bố phần đầu con đó với ba, cho nên mong anh cho tất cả những người thân giúp anh ta để lưu niệm lại. Chị của các cháu đó ban mong anh con niệm Nam mô Chư Như Sư Bồ Tát, Nam mô Chư Như Sư Bồ Tát, Nam mô Chư Như Sư Bồ Tát, tất cả chúng ta. Diệu chi tịnh thị biên sai tan thiên, tăng không bạc đức lợi nhận thiên, pháp giới hoàn tăng nhiên nhiệm tội tiểu thiên, phỏ diệm hô hồng liền, Nam mô Tâm Linh Địa Bồ Tát. Nam mô Tăng Đương Địa Bồ Tát, Nam mô Tăng Đương Địa Bồ Tát, Nam mô Tăng Đương Địa Bồ Tát, Ma Tát. Thật Phật diệt tội chân ngọc ly bà ý bà đế bà 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 đế đà đà đi đà đi đà đà đế đi đà 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 chân lâm trần đế bà 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 đi bà đi bà đế bà 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 đế đà đà đi đà đi đà đà đế đi đà 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 chân lâm trần đà ta bà đi cầu an cầu an đà 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 đi đà đi a đà đế tỳ la đà đà ma đà đà chân lâm trần đà sa bà đi bà đế cầu an cầu an đà 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 đi đà đi a đà đế tỳ la đà ma đà đà chân lâm trần đà sa bà đi bà đế cầu an cầu an đà 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 đi đà đi a đà đế tỳ la đà ma đà đà chân lâm trần đà sa bà đi bà đế phụ mẫu tình thắm chúng lâu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tờ điệu đồng lâm túc, đại hạng lái thời các từ phi. Tan quyến thành tâm đối trước linh tiền lễ nhị bái. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại hỷ đại xà tế hàm thức tướng hào quảng minh vì tự nghiêm hiện tiền đại chúng cọc tân lên Phật tự lê khắc khai
Từ hải triều Pháp danh Quảng Minh chi tâm quý mạng là Nam Mô Đà Bảo Như Lai, Nam Mô Bà Tâm Như Lai, Nam Mô Địa Sát Tâm Như Lai, Nam Mô Bằng Phật Tâm Như Lai, Nam Mô Địa Mô Như Lai, Nam Mô Tâm Đồ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai, Nam Mô Đà Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Tâm Như Lai, Nam Mô Địa Sát Tâm Như Lai, Nam Mô Bằng Phật Tâm Như Lai, Nam Mô Địa Mô Như Lai, Nam Mô Tâm Đồ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai, Nam Mô Đà Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Tâm Như Lai, Nam Mô Địa Sát Tâm Như Lai, Nam Mô Bằng Phật Tâm Như Lai, Nam Mô Ni Mô Như Lai, Nam Mô Tam Đồ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai. Tán quyến hiệu quyến khởi thân sơ điểm trà. Thân nguyện thành tâm lễ nhị bái. Người tai mắt đứng trong thiên hạ, ai là không ba mẹ sanh thành. Gương treo đất nghĩa trường kinh ở sau, cho trọn chút tình làm con. Tán quyến hiếu quyến khởi thân hiền thật. Đây chèn cũng đây nặng nhờ thương, bao đây ngọc với đây lòng, đây tình còn đồng trong thương nhờ. Ơn nghĩa sanh thành chưa đến trà sống, biển thật biển chưa mong tận tình tận mang con bằng ngọc tâm Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí quyền hương lành trái bao màng, Nam mô trái bao màng Bồ Tát Ca, Nam mô trái bao màng Bồ Tát Ca, Nam mô trái bao màng Bồ Tát Ca. Tăng phạn hiếu quyến tan quyến thành tâm tái điểm trà.
thành tâm là nhị bay. Nam mô Thích Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đạt Trung Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đạt Trung Minh. Nam mô Phương Tâm Thế Như Thiết Chư Phật Tát Đạt Trung Minh. Cũng thưa trong hương linh anh Lê Khắc Hai, tự Lãi Kiều, pháp danh là Quảng Minh. Chúng tôi đã biết anh trên 25 năm tại BC. Kể từ khi biết được anh, cũng biết được anh là người rất trân quý cái giá trị của sự tự do, cái sống của người mà hồi nãy như là anh Trung đã trình bày, và đặc biệt là anh rất trân trọng cái giá trị đạo đức của con người và tinh thần của Đức Phật dạy. Do vậy cho nên cái lòng nó anh ấp ủ cho tới giây phút cuối cùng trong năm nay, khi anh gặp chúng tôi về tại tu viện Hoa Nghiêm ở trên Láng Lì, anh mong mỏi làm sao nương tựa với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nhưng sức khỏe không cho phép. Mà đến khi giây phút cuối cùng anh nằm trên giường bệnh ở nhà, chúng tôi đến thì đưa ra cái ý mà anh phát nguyện đó, anh rất hôn hỷ gật đầu. Cho nên ngay trên giường bệnh anh đã thọ lễ Tăng Quy Phật Pháp Tăng. Đó là cái công đức, cái phước báo rất là thù thắng, mong anh hãy trân quý giờ phút thiêng liêng đó. Và giờ phút thiêng liêng này đó là làm hành trang anh sanh về cảnh giới ở đời sau, một cảnh giới như ý nguyện của anh, một cảnh giới đầy đủ phước báo, đầy đủ cái giá trị của sự tự do và đạo đức của con người. Một lần nữa trước linh thiền anh, chúng tôi mong anh hãy đem tâm thành hướng về nghe pháp bảo mười phương ba bài chư Phật, để buông xả tất cả những cái nặng nề, những cái vướng mắc trong tâm thức, mà thông dong tự tại sân về cảnh giới an lành. Nam mô Tín Minh Sư Bồ Tát Tán Lạc Chư Minh. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đà Tâm Kinh Văn Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đà Tại Chiếu Liên Ngụ Hướng Giới Đông Độ Nhất Thiết Cổ Ác Xa Đại Tự Sám Vô Dị Không Không Bóng Dị Xa Sánh Thức Thì Không Không Thức Thì Sắc Thọ Tự Hành Thức Diệu Phục Diệu Hệ Xa Đại Tự Sanh bóng gì bất cấu bất tình bất tâm bóng dạng thì cô bóng trung vô sắc vô tận thường thành thân vô nhân gì thì tiểu tâm lý vô sáng thanh lương bị xung phát vô đẳng giới đại trí vô ý thức giới vô vô minh diệu vô minh tâm lại trí vô đạo tử diệu vô đạo tử tâm vô tâm diệt đạo vô trí diệt vô đắc trí vô sở đắc tố đồ đề đắc bỏ đi bán giả ba la mật la cố tổng số quán ngài vô quán ngài tổ vô vũ cùng vô biểu lý kiến bảo mộng tự tu tâm biết bạc tâm tư tiêu quán đi bát nhã ba la mật la cố tấn lớn đầu đa tam tâm biểu tam bồ đề tu ti bát nhã ba la mật la thì đại bằng chú thì đại minh chú thì vô đức chú thì vô đẳng đẳng chú lâm trừ nhất thiết khổ chân biệt tâm tư tu ti bát nhã ba la mật la đúng tinh thì chú biết Di đà ta đà sa đà ta nam mô A Di Đà Phật đà sa đà ta đà sa đà ta
Sông dài muôn dặm biển ái sóng vàng tầm tăng ưu linh Phật tử lên khắc hai từ hải triều Pháp danh Quảng Minh muộn thoát lũng ngồi khổ phải mau niệm Phật nhất ngã tâm con này xin phát nguyện vạn tánh cười xin chứ tội chướng lục căn tâm chúng khiêm vô nhất niệm viện quán tội tâm không chứ tâm linh Phật tử ra khắc hai tự hải triều Phật danh Quảng Minh đặng đồng pháp giới hành thanh tình tan quyến hiệu quyến khởi thân trung hiên trà thân quyền yêu quyến thành tâm lễ tạ tăng hướng linh tự bái nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu Bồ Tát Minh Đức Tiên Ngã Đằng
Nam mô A Di Đà Phật Phục Nguyện Thượng Lai Hiện Tiền Phật Tử Chung Con Nay Chung Xuất Gia Và Tại Gia Cung Đối Phật Tiền Tại Nhà Hoàng Thành Phố Văn Cung Ơ Chuyên Vị Kỳ Siêu Phạt Tăng Thâm Viên Chi Sự. Chúng con nguyện đem công đức này xin hồi hướng Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyện Phong Điều Vũ Thuần Quốc Thái Dẫn An Căng Qua Sư Sư Thế Giáo Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc. Thương nguyện xin hồi hướng kỳ siêu tâm hương linh Phật tử Lê Khắc Hai từ Hải Triều Pháp Danh Quảng Binh sinh 1942 tại Phan Thiết Việt Nam. Mặc ra ngày 6 tháng 12 năm 2018 tại Vancouver, BC, đại hưởng thọ 76 tuổi cùng hồi hướng cụ hiền thất tổ nội ngoại chương linh ngưỡng nguyện tam độ lực vì từ gia hộ hướng lên Phật từ Lê Khắc Ngai từ Hải Triều Phan Danh Quảng Binh sinh về cảnh giáo phước bao sắc sinh về Tây Phương tịnh độ diệu chư Đức Phật A Di Đà Phân Thừa Phật Kỳ chừng vô sanh pháp nhận đồng hội hương kỳ an toàn thể gia đình thân bằng quyến thuộc tăng phước tăng thọ tăng long thường Phật kỳ trường viễn ly khổ nạn nguyện tiền chư Phật tử hộ niệm phước cơ hòa trang nghiêm bồ đề tâm bậc thôi một hậu được Đức Phật Di Đà thọ kỳ phổ nguyện âm siêu dương và pháp gia chúng sanh tình giờ vô tình tề thành Phật Nam Mô A Di Đà Phật từ bi Phật ngã xuống miệng chúng sanh để giải đại đạo Phật vô thượng tâm từ bi Phật xuống miệng chúng sanh tâm nhập chánh tạng trí tuệ như hải từ bi tâm xuống miệng chúng sanh là tâm lý đại chúng nhập tiếp vô ngại xin chí thành đảnh lệ quả cử trang nghiêm kiệp thiên Phật. Đệ tử chúng con hôm nay biệt ơn Thầy, biệt ơn Tổ, biệt ơn thiền hậu tri thức dạy dỗ cha nên người. Xin chí thành đảnh lệ hiện tại hiện kiệp thiên Phật. Đệ tử chúng con hôm nay biệt ơn đàn đã thiết chủ, biệt ơn chúng sanh, biệt ơn chánh phủ Canada bảo trợ, xin chí thành đảnh là vị lai tinh tổ kiệp thiên Phật. Xin thưa tâm tăng quyến và tất cả quý bà con Phật tử và quý đồng hương, vui lễ cầu siêu phát trang hồn mạng tiếp đến chương trình xin chúng con xin thay mặt của gia đình xin thành thật cảm ơn thượng tọa Thích Minh Tảo và quý vị thượng tọa cũng như sư cô và ban hội đồng chùa Hoa Viên đã hoàn thành công tác phát trang và cầu siêu lễ lễ khai. Chúng con xin thành thật cảm ơn thầy.